Kính thưa cộng đoàn, vào Chúa Nhật tiếp liền Chúa Nhật lễ hiện xuống, chúng ta cử hành lễ trọng kính Thiên Chúa Ba Ngôi rất thánh. Tin mừng theo Thánh Gioan trình bày cho chúng ta một đoạn trong diễn từ ly biệt của Đức Giêsu trước khi Ngài chịu khổ hình. Trong diễn từ này, Đức Giêsu đã giải thích cho các môn đệ chân lý nền tảng nhất có liên quan đến Ngài, và như thế làm nổi bật nên tương quan giữa Đức Giêsu, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Đó là một sự thông hiệp của tình yêu. Thiên Chúa là một gia đình của ba ngôi, yêu thương nhau tha thiết đến nỗi đã trở nên một. Gia đình thánh thiêng này không đóng lại trong chính mình, nhưng mở ra thông hiệp với nhau trong công trình sáng tạo và trong lịch sử, cũng như đi vào thế giới nhân loại để mời gọi tất cả mọi người hiệp nhất nên một. Cung trời hiệp thông của ba ngôi chí thánh bao trùm lên tất cả chúng ta, thôi thúc ta sống yêu thương và trong sự sẻ chia huynh đệ. Chắc chắn ở đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Chúng ta hiệp dâng thánh lễ hân hoan mừng Chúa Ba Ngôi luôn thương yêu mỗi người. Xin Mẹ Maria giúp mỗi người chúng ta khi chiêm ngắm Thiên Chúa Ba Ngôi biết xác tín hơn và màu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa, và biết sống màu nhiệm ấy bằng những chọn lựa và thái độ của tình yêu thương hiệp nhất. Ở đây xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng thực với cả đoàn trong thật cả dập lễ. Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa, qua bao tháng năm mong chờ say sưa thánh ân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa thỏa lòng con ước mơ. Giao dứt niềm tin với ánh mắt đồng lời nguyện xin, chúng con dâng muôn ngàn y tình tình lời kinh hay tình cuộc sống. Tôn vinh xin tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi hôm qua hôm nay và cho đến muôn đời. Tôn vinh xin tôn vinh Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Ngày hỡi tế nhân này ca mừng Thiên Chúa, hợp tiếng hát vang xương ca theo cùng đàn. Mừng Chúa chi nhân đã tạo thành trời đất, tình Chúa mến thương luôn nồng nàn thiết tha. Tôn vinh xin tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi hôm qua hôm nay và cho đến muôn đời. Tôn vinh xin tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Đức Chúa. Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Con xin kính chào tất cả quý vị có mặt ở nơi đây chiều nay. Mặc dù là trời mưa rất là lớn, nhưng vì trước tiên là lòng yêu thương Chúa, sau đó là quý mến con, cho nên là tất cả mọi người đã có mặt, đã hy sinh thời gian để đến đây để cùng dâng thánh lễ. Lễ Chúa Ba Ngôi cùng với toàn thể giáo hội. Và điều đó làm cho con rất là xúc động vì sự hiện diện của tất cả mọi người. Vậy trong tâm tình dâng lời cảm tạ qua thánh lễ, chúng ta hãy thành tâm sám hối xin Chúa thứ tha hết tất cả mọi tội lỗi để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng,
lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỏi đàm. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em thật cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta về cõi trường sinh. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Amen. Ban dưới thế cho người hiền lầm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã sai con một là lời chân lý và sai Thánh Thần đấng thanh hoa muôn loài đến trần gian mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa ba ngôi uy quyền vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài đọc sau đây ca ngợi Chúa Cha là đấng tạo hóa khôn ngoan siêu việt, và sự khôn ngoan của Người được nhân cách hóa nơi Chúa Con là đấng trung gian
và là nguồn hy vọng của loài người. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn. Đức khôn ngoan của Thiên Chúa nói thế này: Đức Chúa đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của Người, trước mọi công trình của Người từ thời xa xưa nhất. Ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thủy trước khi có mặt đất, khi chưa có các vực thẳm, khi chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được sinh ra. Trước khi núi non được đặt nền vững chắc, trước khi có gò nồng, ta đã được sinh ra. Khi Đức Chúa chưa làm ra mặt đất với khoảng không và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ, đã có ta hiện diện khi Người thiết lập cõi trời, khi Người vạch một vòng tròn trên mặt vực thẳm, khi Người làm cho mây tụ lại ở trên cao và cho các mạch nước vọt lên từ vực thẳm, khi Người định ranh giới cho biển để nước khỏi tràn bờ, khi Người đặt nền móng cho đất, ta hiện diện bên Người như tay thợ cả. Ngày ngày ta là niềm vui của Người, trước mặt Người ta không ngớt vui chơi. Vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người. Đó là lời Chúa. Chúa là Chúa chúng con, lạy lừng thay danh Chúa khắp trên địa cầu. Lạy Chúa là Chúa chúng con, lạy lừng thay danh Chúa khắp trên địa cầu. Nhìn cõi trời Chúa đang dựng, đàn muôn tình tu anh trang dạng người. Ôi con người nào có là chi, Ngài nhớ tới và bận tâm, cho dù phàm nhân có ra gì. Lạy Chúa là Chúa chúng con, người thế được cân nhắc lên, sánh hàng cùng thần linh chẳng thua gì nhiều. Bàn vinh dự làm mũ triều thiên, đặng thống lãnh mọi kỳ công, tay quyền năng Chúa đã tạo thành. Lạy Chúa là Chúa chúng con, lạy lừng thay danh Chúa khắp trên địa cầu. Được Chúa gọi đến dưới chân, căng loài bò chiên với thu nơi ruộng đồng. Bao chim trời cùng ca đại dương, và hết những loài rồng ngâm bơi lội tung tăng giữa ba đào. Lạy Chúa là Chúa chúng con, lạy lừng thay danh Chúa khắp trên địa cầu. Trong đoạn thư sau đây, Thánh Phaolô xác quyết: Chúa Cha thương ban cho chúng ta niềm trông cậy vững vàng. Chúa Con làm cho chúng ta nên công chính. Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta nên con Chúa. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
vì chúng ta tin nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào ân sủng của Người, như chúng ta đang được hưởng vào ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn tự hào khi gặp Giang Chuân, vì biết rằng ai gặp Giang Chuân thì quen chịu đựng, ai quen chịu đựng thì được kể là người trung kiên, ai được công nhận là người trung kiên thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta và nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Trước khi chia sẻ lời Chúa, mà muốn dùng cơ hội giới thiệu một chút về bản thân của con. Con là ai? Con được từ đâu đến? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, con là linh mục Giuse Trần Hoàng Tuấn. Con đến từ địa phận Denver, thành phố Denver, bang Colorado ở nước Mỹ. Thì tại sao con chọn nơi này là nơi cử hành thánh lễ? 15 năm linh mục của con và kỷ niệm 50 năm sinh nhật. Thì câu chuyện nó cũng dài dòng. Bắt đầu là từ lúc bé, cỡ khoảng 10 tuổi, thì con đã phải bắt đầu bước vào cái cuộc sống bôn ba đây đó, buôn bán. Cứ khoảng 4 giờ sáng là con phải dậy đi ra chợ, rồi tranh cãi, rồi giằng co tất cả những cái thứ bánh tươi về để bán lại. Rồi sau đó về là xách nước, mấy chục gánh nước cho mấy chú heo mà nhà con nuôi. Rồi sau đó là con dọn hàng. Rồi bắt đầu con học bài, rồi con đi học. Học xong rồi về thì con làm những công việc như là nuôi những mấy đứa con của các chị của con. Rồi còn riêng Chúa Nhật á, thì con đặc biệt là sau cái lễ Chúa Nhật mà con giúp lễ lễ sáng ở giáo xứ Vinh Sơn 3, đó là nơi mà con được rửa tội, được lãnh nhận các bí tích, kể cả bí tích thêm sức, thì con bưng một thúng bánh đến đây để bán.
Đó. Lát nữa con sẽ đi vào chi tiết đó hơn một chút xíu. Thì đó là lý do tại sao con chọn cái nơi này để làm nơi mà con cử hành lễ ngày hôm nay. Thì con được sinh ra và lớn lên ở tại quê nhà mình. Con rời quê hương lúc 16 tuổi. Và năm đó là năm 1986, vào tháng 5 là tháng Đức Mẹ, tháng hoa của Đức Mẹ. Rồi con đến Mỹ. Trên cái hành trình 7 ngày 7 đêm ở trên biển cả của con lúc đó con vượt biên mà. Cho nên là cái hai cái máy mà để chạy cái ghe vượt biên đó, nó sau 2 ngày thì máy tắt hết. Thế là chỉ, lúc đó là chỉ có nhờ vào sóng biển đưa đẩy, đi đến đâu thì tàu đi đến đó. Chiếc tàu thì gồm có 15 người trên đó. Thì khi mà cái máy động cơ mà nó chạy tàu đó, nó bị hư, cho nên là gió đẩy tụi con vào Thái Lan. Và trên cái hành trình đó 7 ngày 7 đêm, lúc đó con thực sự là con không biết bám víu lấy ai hết. Lúc đó con đi có một mình thôi, con không có bố mẹ. Cho nên là 16 tuổi lần đầu tiên ra khỏi thành phố, ra khỏi đất nước luôn. Cho nên con sợ lắm, vì lúc đó chỉ có ôm lấy mẹ mà khóc thôi. Và con hứa ngay trên biển cả rằng là khi nếu Chúa và mẹ cho con đến được bến bờ đầy hy vọng, thì con sẽ dâng cuộc đời của con cho Chúa và mẹ. Đó cũng không phải là cái lần đầu tiên mà con nói là con muốn đi tu. Mà thực sự là lúc còn bé, có khoảng 10 tuổi, ở trên cung thánh là con đã cầu nguyện, con đã muốn đi tu rồi. Thế thì Chúa và mẹ đã đưa con đến Thái Lan. Con ở đó 5 tháng, xong rồi đó là con đến Mỹ. Đến cùng ngay vào tháng 10 là tháng Mân Côi, tháng Đức Mẹ luôn ạ. Con kể chi tiết như vậy để quý vị thấy rằng là cái hành trình của con luôn có Đức Mẹ đi cùng với con. Thì con đến tới Mỹ rồi bắt đầu là con nộp đơn, con xin đi đi tu luôn. Nhưng mà cái cha ở dòng lúc đó là dòng đầu tiên mà con xin đi tu, đó là dòng Ngôi Lời. Thì cha giám đốc ơn gọi đến phỏng vấn con, nói là tiếng Anh của con dở quá, cho nên con phải về con đi học lại đi. Thế là con quay trở về con học. Thì lúc đó là học xong 4 năm trung học ở bên Mỹ. Xong rồi sau đó là con không quay trở lại dòng Ngôi Lời nữa, mà con đi vào dòng Đa Minh Việt Nam ở bên Canada. Thì đến lúc đó thì con qua Canada và con học cho dòng. Học xong chương trình triết học xong rồi con về. Về thì con nghỉ ở ngoài 5 năm để con tiếp tục tìm hiểu ơn gọi. Đây có phải là ý của Chúa muốn cho mình đi tu hay không? Cho nên con nghỉ ở ngoài cũng ít nhất là 5 năm trời. Con làm nhà hàng, con làm quản lý. Rồi sau đó con quay trở lại, nhưng mà không quay trở lại dòng Đa Minh nữa, mà con quay về địa phận Denver, con đi chiều. Thì đến lúc đó đi học xong 5 năm thần học rồi, bắt đầu là con chịu chức năm 2004. Cũng chịu chức trong tháng 5 là tháng Đức Mẹ luôn ạ. Rồi con về là được 15 năm linh mục. Và trong 15 năm đó thì con chỉ có phục vụ cho cộng đoàn Mỹ mà thôi. Cho nên là quý vị nếu mà không có hiểu tiếng Việt của con thì thông cảm cho con. 33 năm ở hải ngoại và con không có phục vụ cho cộng đồng Việt Nam, con chỉ phục vụ cho cộng đoàn người Mỹ thôi. Có nghĩa là từ sáng đến tối nói tiếng Anh không ạ. Thì con hiện tại cái giáo xứ của con là giáo xứ Thánh Giuse. Con là cha xứ ở đó và chỉ có một mình con thôi. Nhưng mà giáo xứ này cũng quản lý một cái trung tâm hành hương của tổng địa phận Denver. Và con cũng phải coi cái chỗ hành hương đó. Rồi con có 3 cái nhà tù con phải làm tuyên úy nữa. Rồi con có một cái trường đại học có 9.000 sinh viên, con cũng là tuyên úy luôn. Cho nên cái công việc của con nó rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì con rất là vui mừng con được quay trở lại đây. Đó là một vài nét tiêu biểu về cái lịch sử của con. Con đến từ đâu và con là ai. Bây giờ con xin chia sẻ phần lời Chúa. Bánh bò bánh tiêu em gánh cho kịp chợ chiều, sau ngàn một cái mời cô bác ghé mua giùm con. Cô mua giùm con cô. Chú mua giùm con của chú, ủng hộ con cả. Anh chị mua giùm em. Trời ơi, bán này chắc ế quá. Chị ủng hộ em cái nha. Ai à, kiểu này bán ế rồi.
Nếu mà mọi người có yêu quý em và yêu quý cha Tuấn thì xin mời mọi người sau thánh lễ ủng hộ đòn bánh, cái mẹt bánh này của hai cha con. Cảm ơn mọi người. Con định chia sẻ lời Chúa ngày hôm nay, nhưng mà tại vì Ken, cảm ơn Ken rất là nhiều đi bán giùm cho cha. Ken bưng mâm bánh lên làm cho con gợi lại rất là nhiều kỷ niệm của những hơn 33 năm về trước ạ. Nhìn thấy thì vui vậy nhưng mà nước mắt lại tuôn ra. Con nhớ rằng là ngay ở cái cổng nhà thờ dưới đó đó, hơn 33 năm về trước con ngồi dưới đó. Sáng ra, sáng Chủ nhật là bắt đầu con bưng một mâm bánh đó, bánh chuối hấp, chuối chiên, bánh bò, bánh tiêu, giò cháo quậy, bánh bèo, bánh đúc, bánh da lợn, bánh rán. Nói chung là bánh gì con mua được ở ngoài chợ thì con về con bán lại. Mỗi sáng Chủ nhật con ngồi đó con rao: làm ơn mua dùm đi, bác ơi mua bánh đi, bánh mới còn nóng. Chị ơi mua dùm em miếng bánh đi. Em ơi ăn bánh đi, bánh ngon lắm nè, bánh da lợn hôm nay có màu xanh nè, có màu vàng nè, rồi có bữa có màu đỏ nè, có bữa có màu vàng nè, bánh ngon lắm, làm ơn ăn đi, mua dùm đi, bánh đây. Cứ ngồi ở dưới nó rao vậy á, được bao nhiêu người mua? Người thì đi ngang qua liếc một cái cút téo. Người ta sắp sửa đi lễ rồi mà cám dỗ người ta mua bánh làm cái gì? Sáng sớm ai ăn mấy cái thứ bánh này? Đừng có hỏi nữa nha. Có người liếc cho một cái xong rồi đi. Quý vị ai mà buôn bán cũng có cái cảm nhận giống như con vậy đó. Chứ mà mình rao hàng không phải ai cũng mua hết. Cũng có người mua, cũng có nhiều người bỏ đi, làm lơ. Mà nhất là ngay trước cửa nhà thờ người ta đi lễ nữa. Lễ xong rồi, chào tiếp nữa. Có người còn la cho mẹ mai mốt đừng có hỏi nữa nha. Hỏi hoài là mệt quá à. Con cũng là con người, con bị xúc phạm. Con tự ái lắm, con buồn lắm, nhưng mà đây là cuộc sống của con. Nếu như con bán không hết rồi con về nhà, con lại gặp mẹ con lại hỏi: hôm nay chắc anh nói không có khôn khéo cho nên không có bán được hả? Buồn lắm chứ. Nhưng mà rồi tuần này qua tuần nọ, chắc có lẽ Chúa nhìn thấy cái lời rao của con á, nó cũng không có đi đến đâu hết trơn á. Mà cái bánh của con bán đó, nó cũng không phải là cái bánh mà nó mang lại cái sự sống đời đời, mang cái gì nó có một cái giá trị lâu dài. Con còn nhớ có Đức Mẹ Mẫu Tâm đứng ở ngay đó nữa. Con cảm nhận được là mẹ đứng ở đằng sau con, mẹ nhìn thấy cái nỗi đau của con. Mẹ nhìn thấy con vất vả như thế nào. Cho nên là chắc mẹ nhờ mẹ đứng đó, mẹ nhìn thấy con, cho nên là mẹ mới cầu bầu cùng Chúa: thôi thằng này nó thấy tội cho nó quá, thôi cho nó vào nhà thờ cho nó bán bánh hàng sống đi. Thế là đưa con để vào trường. Thế là Chúa và mẹ có một cái kế hoạch rất là mầu nhiệm, đã đưa con ra khỏi nước. Và một hành trình thật dài, 7 ngày 7 đêm trên biển cả. Và con đã đến nước Mỹ và bắt đầu con đi tu. Con ngồi con nhìn lại, con thấy đó là một cái chặng đường tuy là đau khổ, nhưng mà Chúa và mẹ cũng đã dạy cho con rất là nhiều bài học. Thứ nhất, mỗi một cái sự gian khổ mà chúng ta cảm nhận được trong đời sống, nó không phải là một cái gì tuyệt vọng, nhưng mà trong cái nhìn của một con mắt đức tin, nó là một sự hy vọng, một cái vinh quang, một cái vinh hiển. Mà hôm nay Thánh Phaolô phải toát lên những cái lời như vậy. Chính Thánh Phaolô là người cảm nhận được rất nhiều đau khổ trong công việc truyền giáo của Ngài. Cho nên là trong thư viết cho Roma,
nhất là chương 5 ngày hôm nay, 5 câu đầu của chương 5. Thánh Phaolô nói rằng là trong mỗi sự đau khổ đều có cái vinh quang và vinh hiển của nó. Mình hãy nhìn vào trong đó, mình sẽ thấy được là cái sự đau khổ nó rèn luyện cái kiên nhẫn, nó làm cho con người của mình có một cái đức kiên nhẫn, chịu đựng, bền bỉ. Rồi từ cái đức kiên nhẫn đó, nó rèn cho chúng ta có được các nhân đức khác. Rồi từ những cái nhân đức khác, chúng ta được rèn luyện để được một trong ba nhân đức đối thành, đó là đức trông cậy. Đó là điều con muốn nói ngày hôm nay. Nhìn ở trong cộng đồng của chúng ta, bây giờ hỏi ai đau khổ giơ tay lên, cả cộng đoàn đều giơ lên hết cả. Nhưng mà ngày hôm nay lời Chúa nhắn nhủ chúng ta qua thư của Thánh Phaolô, nói rằng là sự đau khổ nó không là một cái gì tuyệt vọng. Sự đau khổ không phải là cái gì làm cho mình chùn bước trong cái tương lai, trong cái con đường sống của mình. Nhưng mà nó là một cái môi trường tu luyện, huấn luyện con người của mình mạnh mẽ hơn, quý vị. Cái chữ mà rèn luyện mà chúng ta nghe ở trong thư của Phaolô này nè, nó đến từ cái chữ Hy Lạp gọi là katagazomo, có nghĩa rằng là một cái chữ dùng cho cái sự thanh luyện, thanh tẩy, dùng cho những huấn luyện viên khi mà họ phải chuẩn bị một cái đường đua thật là dài, họ phải kiên nhẫn, chịu đựng đói khát, chịu đựng bỏ cái này bỏ cái kia để con người của mình không có nặng nề, để cắt bớt đi những cái lạng mỡ, lạng thịt ở trên người để họ có thể hoàn thành cái cuộc đua của họ một cách tốt đẹp. Đó là cái chữ Thánh Phaolô dùng ngày hôm nay, rèn luyện. Gian khổ, đau khổ, thánh giá, thập tự, bất cứ một cái chữ gì mà cộng đoàn dùng đều có ý nghĩa chung, đó là cái sự gian khổ của con người nó sẽ rèn luyện cho chúng ta, cho chúng ta chạy một con đường dài trong cái con đường đức tin. Đó là điều mà con tin. Nếu như mà con chán nản, con bỏ hết tất cả, con không có nghe nhận ra được thánh ý Chúa trong cuộc sống của con, không nhìn thấy cây thập tự màu nhiệm của sự đau khổ của cuộc đời của con, thì con không có ngày hôm nay. Quý vị biết không, là một người tóc đen da vàng, mà hiện tại bây giờ con cũng nói thật luôn là con đang coi một cái xứ 99% da trắng, mà có rất nhiều người kỳ thị con. Tại sao không cho một ông cha da trắng đến coi cái xứ của mình mà lại đưa một ông da màu đến? Con nói rằng là con không sợ. Con có Chúa, con có mẹ. Chúa mẹ đã xếp đặt hành trình của con tới ngày hôm nay rồi, thì còn những bước kế tiếp các ngài luôn ở bên con không sợ gì cả. Và lúc nào con cũng phải chiến đấu. Và quý vị biết không, nói về cái ngôn ngữ, như con đã nói lúc con mới đến Mỹ á, là cha đã chê con rồi, một cha dòng ngôi lời chê con, nói là con không có nói được tiếng Anh, con dở quá cho nên là con đi về đi. Nhưng mà qua cái sự gian khổ đó, nhiều khi các thầy ở trong chủng viện á, họ thức đến 6 giờ sáng rồi họ dạy, nhưng mà con 3 giờ sáng con dạy, bắt đầu con đọc tiếng Anh rồi, con học rồi. Có một cái sự kiên trì, nó cái sự gian khổ đó, nó làm cho con phải cố gắng hơn nữa, chứ con không bỏ cuộc. Cho nên là con cố gắng, con học, và đến lúc mà con lấy cái lớp giảng thuyết á, con lại đứng đầu. Rồi đến lúc mà con giống như là Đại hội Đức Mẹ mới xảy ra hôm tháng 5 vừa rồi, và nói rằng là lần đầu tiên trong cuộc đời của con được mời lên cái võ đài thần học, toàn là những cây cổ thụ, các nhà thần học của nước Mỹ, những người nổi tiếng viết sách và xuất hiện trên radio, TV này nọ của Công giáo, các truyền thông Công giáo, họ lên họ giảng thuyết. Con là chỉ là một người duy nhất tóc đen da vàng, con được bước lên cái võ đài đó để con giảng thuyết cho mọi người nghe. Cũng đó là nhiều lúc có những cái mà chúng ta phải ngồi
suy niệm, nhìn lại cái chặng đường đau khổ của mình mới thấy có sự xuất hiện của Thiên Chúa và Chúa quan phòng một cách đặc biệt. Nếu như mình không có nhìn lại, lúc nào mình cũng bận rộn với cái đời sống hàng ngày, mình không có cái đời sống cầu nguyện, không có ngồi suy niệm lại cái sự quan phòng của Chúa, cái tình yêu của Chúa, những cái kế hoạch mà Chúa sắp đặt trong đời sống của mình, thì mình không nhìn ra thấy Chúa, mà mình cũng không thấy có một cái giá trị ý nghĩa gì của cuộc sống hết quý vị. Cho nên lời khuyên của con ngày hôm nay là hãy những gì quý vị nghe như là những lời nhân chứng của con về sự gian khổ của con. Con còn nhiều cái chặng đường rất là gian khổ, nhưng mà có Chúa và mẹ đồng hành, con đã vượt qua tất cả. Khi mà có những cái thập giá to hoặc là nhỏ nó kéo đến mỗi người chúng ta, hãy quỳ xuống và nói: Chúa ơi, mọi hành trình của cuộc đời con Chúa đã an bài. Như là ông Jeremiah, ông có cái câu 5 chương 1, ông nói là Chúa đã biết ông trước khi ông sinh ra, trước khi lọt bụng mẹ, Chúa đã thánh hóa ông và Chúa đã đặt ông làm ngôn sứ cho muôn dân. Thì mỗi người chúng ta cũng vậy, nhìn thấy cái câu của Jeremiah đó và hãy nói rằng là trước khi mà chúng ta bước vào cái thế gian này thì Chúa đã có chương trình riêng cho mỗi người chúng ta. Chỉ cần chúng ta cầu nguyện và nhận ra thánh ý Chúa, cái kế hoạch đó của Chúa, rồi mời Chúa vào đồng hành với chúng ta sẽ vững bước đi theo cái ơn gọi mà Chúa dành cho mỗi người. Và xin Chúa và mẹ cũng như là thánh cả Giuse chúc lành cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Con cũng tiện ở đây con cảm ơn Chúa đã cho con có cơ hội được gặp cộng đoàn. Con cảm ơn mẹ đã cầu bầu cho con để con có ơn gọi ngày hôm nay. Con cảm ơn cộng đoàn đã đến đây dâng lễ kỷ niệm với con. Con cảm ơn tất cả là nhiều người đã giúp cho con cách này cách kia để cho một thánh lễ rất là đẹp. Con cảm ơn ca đoàn, con cảm ơn hội đồng mục vụ và đặc biệt là cha quản sứ, cha Giuse, cha Định của giáo xứ của chúng ta đây. Cảm ơn cha, nếu cha không cho phép thì con cũng không có thể con có mặt ở đây. Và còn rất là nhiều người mà đã giúp con cho thánh lễ này. Trong thánh lễ này con sẽ dâng tất cả lời nguyện của mọi người lên cho Chúa ở trên bàn thờ của Thiên Chúa tối cao hôm nay. Anh chị em thân mến, qua Đức Giêsu Kitô tất cả chúng ta mời gọi thông dự vào sự sống và vinh quang của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta cùng thành tâm cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời cầu xin. Hội Thánh có sứ mạng giới thiệu tình thương cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi cho mọi người. Chúng ta cùng cầu xin cho các thành phần trong Hội Thánh luôn hiệp nhất yêu thương và phản ánh trung thực tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa khi thi hành sứ vụ loan báo tin mừng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thiên Chúa Cha là đấng giàu lòng thương xót, chúng ta cùng cầu xin cho những ai đang khát khao tìm kiếm chân lý, được ơn nhận biết Chúa là Thiên Chúa thật và luôn biết sống chia sẻ trao ban trọn vẹn theo gương yêu thương của Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Kitô là đấng cứu độ duy nhất của trần gian, chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi Kitô hữu luôn xác tín và kiên trì bước theo Chúa Kitô, trung thành thực thi mọi giáo huấn của Chúa, cũng như cam đảm làm chứng cho người trong môi trường sống hàng ngày. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Thánh Thần là đấng thánh hóa nhân loại, chúng ta cùng cầu xin cho mỗi người trong giáo xứ, nhất là cho những người tham dự thánh lễ này, luôn ngoan ngoãn sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần nên thánh mỗi ngày qua việc chu toàn bổn phận Chúa trao. Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã giao hòa thế gian với Chúa trong Đức Kitô và ban Thánh Thần thánh hóa nhân loại. Xin nhậm lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con luôn can đảm tuyên xưng mầu nhiệm một Chúa ba ngôi trong cuộc sống, để xứng đáng với danh nghĩa là con cái Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ vật tay Cha để ta tôn tôn linh danh Chúa và yêu ích cho chúng ta cùng có thể hội thánh người. Lạy Chúa, này chúng con kêu cầu danh thánh Chúa. Cúi xin Chúa nhận lời cầu nguyện và thanh hoa lễ vật chúng con dâng. Nhờ lễ vật này xin biên đổi chúng con thành của lễ hoàn hảo, đời đời dâng tin Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hay ta ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thần là chính là. Lạy Cha Chi Thanh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con ta ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đang phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cùng với con một Cha và Chúa Thánh Thần. Cha là Thiên Chúa duy nhất, là Chúa Tề duy nhất, không phải trong một ngôi đơn độc, nhưng trong ba ngôi cùng một bán thế. Nhờ mặc khải Cha ban, chúng con tin Cha là đấng vinh hiển, và chúng con cũng tin như thế về con Cha và Chúa Thánh Thần. Và khi tuyên xưng Cha là Thiên Chúa chân thật và hằng hữu, chúng con tôn thờ ba ngôi tuy riêng biệt nhưng cùng một bản thể duy nhất và một uy quyền ngang nhau. Vì thế các thiên thần và tông lãnh thiên thần ngợi khen Cha và hằng ngày không ngớt lời ca tụng đồng thanh tung hô rằng:
Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy ban ta ơn bè ra trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giám Quản Giuse và Đức Cha Louis chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả xa, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chúng cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp.
chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Y Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em chúng ta chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Này Chúa, con chẳng đáng Chúa ở vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Vinh quang, ngàn muôn vinh quang, chí thánh, ngàn
Xin Chúa ba ngôi đang tôn thờ, ca khen muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận và lời chúng con tuyên xưng Chúa là một Chúa ba ngôi, đem lại cho hồn xác chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con nghe nói là hình như cha Hiếu có vài lời phải không ạ? Kính thưa cha cùng anh chị em thân mến, con xin có vài lời thôi. Cha tuấn đây, như trong bài chia sẻ thì quý ông bà anh chị em đã biết là cha từ bé là cha đã kiếm sống ở phía trước nhà thờ Mẫu Tâm của chúng ta đây. Cha có dịp về thăm lại Việt Nam, cha có đi tới chỗ phòng khám, cha có ngỏ ý là cha muốn về đây để dâng lễ tạ ơn, gợi lại cái ôn lại cái kỷ niệm của cha. Xin mời cộng đoàn chúng ta ngồi. Không biết là có thể nói dài không, là cha về để cha dâng lễ tạ ơn để ôn lại kỷ niệm, mà con thấy là cũng cảm ơn cha đã đến để chia sẻ cái kinh nghiệm của cái thời thơ ấu của cha, rồi từ đó cha đã đi định cư ở bên Hoa Kỳ, cha quay trở về đây chia sẻ như vậy thì cũng nó làm lại cho lòng của con, thật sự con rất là cảm kích cái ý của cha, và cũng là thật lòng cũng muốn bày tỏ cho anh chị em chúng ta thấy được ơn của Chúa ban cho chúng ta rất là tràn đầy đó. Điều đầu tiên con muốn nói là con xin cảm kích và ngưỡng mộ cũng như cảm ơn cha đã vượt qua cái số phận chúng ta. Hơn thế nữa là cha đã nhớ lại cái kỷ niệm đó để về để chia sẻ với chúng ta. Ước mong rằng những lời cha chia sẻ đó cũng là một cái bài học quý giá cho chúng con, đặc biệt là cho cộng đoàn của giáo xứ Mẫu Tâm đây. Xin anh chị em cầu nguyện cho cha tiếp tục, tại vì cha ở bên đó cha phải lo nhiều cái sứ vụ, những coi giáo xứ mà còn phải coi giúp đỡ những người tù nhân, mục vụ ở trong trại tù nữa. Việc của cha, sứ vụ của cha rất là nặng nề, nên xin quý ông bà anh chị em thêm lời cầu nguyện cho cha. Con xin chúc mừng, cảm ơn cha cũng như cảm ơn anh chị em. Còn cảm ơn cha Hiếu. Nếu như không có cha Hiếu là cái nhịp cầu cho con với cha Định thì con không có cơ hội đứng đây với cộng đoàn. Con xin cảm ơn cha và con cũng rất là ngưỡng mộ cái việc tông đồ mục vụ của cha xả thân để cứu những người không còn hy vọng gì trong cuộc sống. Nếu như mà quý vị có thương cha và muốn ủng hộ cho công việc mục vụ của cha thì cứ gặp cha, cha đón nhận hết tất cả những tình thương của quý vị dành cho cha cũng như là cho con. Rồi quý vị nhìn thấy là có một mâm bánh rất là nhiều. Bánh này là bánh tươi á, không phải là bánh cũ đâu. Ngày hôm nay, chiều nay con mới nhờ bao nhiêu người đi mua từng đáy bánh để mà có được cái mâm thật là đẹp và đầy. Thì sau lễ nếu như quý vị nào muốn có một chiếc bánh mang về để làm kỷ niệm thì xin gặp chị Vân, mời chị Vân bưng mâm bánh đó để dưới cuối nhà thờ, rồi có những cái bao ni lông chị Vân bỏ vào đó cho mỗi người chỉ được một cái thôi ạ. Nhưng mà không biết có đủ cho mọi người không, cho thôi ai đến trước thì sẽ được phục vụ trước nha. Rồi, con mời mọi người cùng đứng ạ. Con mời cha Hiếu cùng con ban phép lành cho cộng đoàn. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra đi bình an. Chứng nhân tin mừng, dù rằng thân con có là gì mà xưng với ơn thiêng. Ngài dạy con yêu, yêu đồng loại như yêu chính thân mình, mà lòng con nhỏ bé Chúa ơi. Ngài gọi con đi, đi truyền giao chân lý đến chân trời bao la biển rộng, cho tin mừng âm vang, cho lòng người thanh thản đón ân huệ Cha ban nguồn tình yêu nồng nàn. Vâng Chúa ơi, này đời con đây ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Đường đời con đi, đã nhiều lần gục ngã trong đau buồn. Dặm trường xa xôi, biết đường nào về tới bên. Lòng đầy băn khoăn, kim tìm Ngài trong tin tưởng hy vọng, mà lòng con hộn thức Chúa ơi. Ngài gọi tên con, ngay từ khi thế giới vẫn đang còn hoang sơ mệt mù. Khi con còn trong nỗi, khi đường đời chơi vơi, lúc lạc loài đơn côi, tình Ngài đã gọi mời. Vâng Chúa ơi, này đời con đây ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Thank you.
nay đời con đây ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời.